Thanh Hà Thượng tiếp tục tiếp điểm. Về nhì là đội vô địch được 70 điểm. Về thứ ba là đội Nội Ngoại vì bóng của các bạn vừa bị rơi xuống đất vừa về chậm lại còn đi hẳn sang đội của màu vàng, không đi qua đội hình của mình, các bạn được 50 điểm. 3 giây để bóng về vị trí bên ngoài. 3 giây bên ngoài. Mỗi đội hãy xếp thành một hàng đứng sát vào nhau. Đứng sát vào nhau. Một hàng đứng sát vào nhau sao cho ở trong khuôn viên của cái bàn, khuôn viên của bàn. Mỗi đội hãy chọn về cho đội hình của mình một cây phao mà mình thích nhất, màu phao mà mình thích nhất, nhanh lên. Đúng rồi, chọn một cây phao mà mình thích nhất. Rồi, ok, lấy một cây phao, một cây thôi. Một cây phao mình thích nhất. Nhớ nhá, vận mệnh nó sẽ thay đổi bởi vì có cây phao căng hơn cây phao nặng hơn. Một cây phao mà mình thích nhất. Rồi, ok. Đừng đứng lên. Hãy cầm lên. Rồi. Hãy chọn cây phao căng. Tất cả các thành viên hãy kẹp phao vào háng của mình. Rồi, đằng sau quay. Không được dùng tay, chỉ được dùng chân. Hãy truyền cây phao của mình từ đầu đến cuối hàng. Không được dùng tay, chỉ dùng chân và nhún lên cái phao đến cuối hàng. Đội nào chuyển được cái phao xuống cuối hàng trước, sau đó đưa phao lên đầu, di chuyển ngược trở lại, rồi đấy sẽ giành chiến thắng. Xong chưa? Cho tập thử. Không được dùng tay. Rồi, xin mời. Khó rồi. Bài toán rất khó luôn. Có người chiều cao rất là cao, có người thì rất là thấp. Ôi là đây. Cái đội vô địch kia toàn siêu nhân thì khổng lồ thôi. Toàn là trường mầm non, cái này thiếu niên thôi. Rồi các bạn thân mến, dừng. 3, 2, 1, dừng. Vì chúng ta có số lượng thành viên có chiều cao và cân nặng nó không đồng đều của các làng với nhau, vì vậy chúng ta sẽ không dùng trò chơi đi bằng háng nữa. Đưa phao lên trên đầu. Rồi chưa. Lấy thêm một cây phao nữa cho đội của mình. Hai cây song song, đúng rồi. Cẩn thận, phải bảo vệ cây phao. Kết thúc, chúng ta phải dừng cột chủ quyền lên trên bầu trời. Đội nào có cái cột cao nhất thì đội đấy sẽ giành chiến thắng. Ngay bây giờ, một đội sẽ để cây phao về cuối đội hình của mình. Một cây cuối đội hình, một cây đầu đội hình. Rồi, cầm đi, di chuyển. Rồi, chúng ta sẽ truyền phao ngược chiều. Bao giờ cây phao từ đầu về đến cuối hàng, chúng ta bắt đầu cầm phao quay trở lại phía trước sân khấu này và dựng cao cây phao lên. Đội nào cây phao đứng thẳng và lâu nhất thì đội đó giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ có quyền chơi nhé. Để cùng hàng. Cho phao vào cùng một hàng, chúng ta truyền ngược chiều nhau. Nhớ đừng để phao rơi xuống đất nha. Và ngay bây giờ các bạn được quyền chơi nhé. Được quyền chơi nhé. Và xin âm nhạc ạ, để cho các bạn đi chơi thử ạ.